Máy CNC khắc gỗ 22258 đầu là sản phẩm được nhiều cơ sở mộc trên toàn quốc quan tâm và lựa chọn đầu tư. Dòng sản phẩm phù hợp cho các cơ sở thi công trần gỗ, trại hòm và đồ gỗ nội thất. Vậy cấu tạo của máy như thế nào? Làm thế nào để đầu tư máy đục gỗ 8 đầu tại Đông Phương? Hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay. Máy đục cấu hình 2225 có hành trình làm việc chiều ngang 2m15, chiều dài 2m44, chiều cao gầm máy tiêu chuẩn 25cm, giúp kê phơi gỗ dày tối đa 20cm. Hệ thống củ đục vi tính chính hãng GDZ được thiết kế riêng theo tiêu chuẩn của công ty Đông Phương, thương hiệu Wincam độc quyền in trên thân củ. Sử dụng 4 vòng bi siêu tốc B4 UT đem lại sự bền bỉ tuyệt vời, công suất 15kW, đục sâu hoa văn sâu tới 4cm. Phần mềm điều khiển máy dòng xe 100 Pro 2 giao diện tiếng Việt, dễ dàng vận hành và điều khiển ngay cả với người lớn tuổi. Hệ thống báo lỗi, cảm biến nhiệt độ hiện đại, máy chạm khắc gỗ sẽ dừng hoạt động và cảnh báo khi có sự cố về hệ thống điều khiển hay cơ khí, giúp phát hiện và khắc phục đúng lỗi một cách sớm nhất, giảm thiểu việc gián đoạn công việc. Máy đục khắc gỗ 8 đầu được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt 9 bước tại nhà máy sản xuất. Máy chạy ổn định, vận hành với tốc độ cao, vẫn đảm bảo không bị rung lắc, không mất bước, sản phẩm mịn, độ sắc nét cao. Có tính năng tự động cảnh báo khi chạy quá tải. Nếu có nhu cầu, quý khách hàng có thể dễ dàng tùy chọn nâng cao vai máy để làm phôi dày tới 30-40cm, nâng cao công suất củ đục, đục hàng sâu tới 8cm, hay cắt gỗ hoặc tích hợp trục xoay tròn để đục tượng và đục tròn, đường kính tối đa lên tới 25cm. Máy đục gỗ 8 đầu có giá 202 triệu đồng tại nhà máy sản xuất Hưng Yên. Quý khách hàng có thể đến trực tiếp tham khảo máy tại hai địa chỉ sau: miền Bắc, khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên; miền Nam, phường Hồ Nai, Biên Hòa, Đồng Nai. Cùng tham khảo chính sách khách hàng khi đầu tư máy chạm khắc gỗ tại CNC Đông Phương. Chính sách bảo hành máy. Tất cả dòng máy chạm khắc gỗ của công ty Đông Phương Hà Nội có thời gian bảo hành 3 năm phần cơ khí và 1 năm với phần điện. Trong thời gian bảo hành, khi có sự cố xảy ra, kỹ thuật Đông Phương sẽ đến bảo hành chậm nhất trong vòng 72 giờ, tính từ thời điểm tiếp nhận thông tin. Trong thời gian bảo hành, Đông Phương chịu mọi chi phí vật tư thay thế, tất cả vật tư thay thế đều được đổi mới không sửa chữa. Về chính sách hỗ trợ mẫu, công ty tặng kho mẫu thiết kế lên tới 3.000 file, đủ các chi tiết trong ngành mộc hiện nay. Hỗ trợ vẽ mẫu, quét mẫu bằng máy quét cho khách hàng theo yêu cầu trong vòng 1 năm đầu sử dụng, hỗ trợ tìm mẫu trọn đời. Về chính sách chuyển giao công nghệ, chúng tôi chuyển giao công nghệ đến khi thành thạo. Sau khi mua máy đục gỗ 8 đầu Đông Phương, quý khách hàng sẽ được học chuyển giao công nghệ hoàn toàn miễn phí tại công ty. Thời gian học thông thường từ 10 đến 15 ngày. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mỗi khách hàng, số ngày học có thể ngắn hơn hoặc dài hơn dự kiến. Tuy nhiên, công ty không giới hạn số người học và thời gian học trong mỗi đơn vị mua máy tại công ty. Sau khi máy chạm khắc gỗ được hoàn thiện, máy sẽ được bàn giao tới nhà khách hàng. Đông Phương cử một nhân viên kỹ thuật hỗ trợ lắp đặt và hướng dẫn vận hành trực tiếp tại nhà trong vòng 3 ngày. Cùng tham quan một số khách hàng đã đầu tư thành công máy CNC 22258 đầu tại CNC Đông Phương.